Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc chương 4 giai đoạn 3 đến 6 tuổi, phát triển toàn diện tình cảm và trí tuệ trong cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế, theo lời kể của Lưu Vệ Hoa, mẹ của Lưu Diệc Đình. Phần tiếp theo mình đọc, tiếp tục phát triển trí lực, đã chơi phải chơi ra trò. Đối với tôi, việc từ bỏ kế hoạch bồi dưỡng thần đồng chỉ là từ bỏ việc dạy chương trình tiểu học trước tuổi, chứ không từ bỏ việc giáo dục từ sớm tại nhà cho Diệc Đình. Ngược lại, tôi sẽ dồn hết thời gian và sức lực tiếp tục bồi dưỡng Diệc Đình phát triển toàn diện. Giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi, quan trọng nhất vẫn là ưu tiên phát triển trí lực. Bởi lẽ, kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, dưới tiền đề không xem xét tới tác dụng của cảm xúc, tri thức và kinh nghiệm. Nếu trí lực của con người trước khi 17 tuổi là 100%, thì con người đã có được 80% trí lực trước 7 tuổi. Do vậy, các nhà khoa học cho rằng cần giáo dục theo từng giai đoạn phát triển khác nhau của đại não thì mới có thể thúc đẩy trí lực và tình cảm của trẻ phát triển một cách tốt nhất. Không nghi ngờ gì, thời kỳ tốt nhất để phát triển trí lực là giai đoạn từ 0 đến 7 tuổi. Đây là thời kỳ đại não phát triển rất nhanh. Tiếp tục phát triển trí lực cũng chính là tiếp tục bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ và phi ngôn ngữ của Diệc Đình, bao gồm năng lực quan sát, trí nhớ, lượng từ vựng, năng lực lý giải, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực suy luận trừu tượng, năng lực quan sát, vân vân. Tất cả những điều này có liên quan mật thiết tới các năng lực học tập và thành quả học tập. Có thể nói, mỗi phút ở bên cạnh Diệc Đình, tôi đều nghĩ cách phát triển trí lực cho cháu. Khoảng tháng 7, tháng 8 năm 1984, trí lực của Diệc Đình đã có bước nhảy vọt. Khi đó công việc bề bộn xong, tôi vẫn dành thời gian ghi lại sự kiện đáng nhớ này. Đình Nhi đã biết làm thơ theo cảm hứng. Đó là một buổi chiều khoảng trung tuần tháng 8. Tôi và cô bảo mẫu đưa Đình Nhi đến ăn tối tại nhà hàng của tòa soạn Nhật báo Tứ Xuyên. Dọc đường đi, theo yêu cầu của tôi, Đình Nhi đã sáng tác ra một bài thơ về mầm cây non. Mầm cây non ơi, cho chúng tôi một chút gió trời, giúp chúng tôi thổi khô mồ hôi nhé. Ôi, sung sướng biết bao, chúng tôi yêu mầm cây non biết nhường nào. Đình Nhi đọc liền một mạch bài thơ đó với giọng điệu vô cùng diễn cảm. Tôi coi trọng sự kiện này không phải vì bài thơ đó hay hơn bài thơ trước nhiều, mà vì nó chứng tỏ rằng Diệc Đình đã có bước đột phá mới trong tư duy sáng tạo và khả năng biểu đạt. Tối hôm sau, chúng tôi đi đến vườn hoa trên đường Nhân Dân Nam để ngắm nhìn vòi phun nước màu vừa được sửa sang lại. Tại đây, Diệc Đình cũng ứng khẩu một bài thơ tả cảnh. Tôi luôn có ý thức hướng dẫn cháu thực hiện những hoạt động như vậy. Dù đi chơi ở đâu, thì những cuộc đi chơi ấy luôn trở thành dịp để Diệc Đình rèn luyện óc quan sát và khả năng biểu đạt. Sự nhảy vọt về tri thức của Đình Nhi còn biểu hiện ở khả năng quan sát. Trước đây, con bé chỉ chú ý đến ở đâu có cái gì mà phần lớn là những thứ nó đã biết. Giờ đây, con bé đã biết phân biệt sự khác nhau trong số những sự vật cùng loại, như dãy đèn phía đông đường Tổng Phủ ít hơn dãy đèn phía tây mấy chiếc. Tự con bé quan sát và nói với tôi điều đó. Mấy ngày trước, tôi dẫn Đình Nhi đi xem bộ phim Mỹ Chiến tranh giữa các vì sao và bước ngoặt. Xem bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, Đình Nhi hiểu rằng trên các vì sao xa xôi kia cũng có đủ loại người. Con bé hỏi tôi khá nhiều câu như sao tiếng thở của Zola, sự tổ hợp của các hiệp sĩ Jerry không giống tiếng thở của chúng ta. Những tình báo kia sao có thể nấp ở trong bụng Ador, vì sao đội quân tiên phong phải đeo mặt nạ màu trắng. Trên đường cùng mẹ đến cơ quan, Đình Nhi thường chỉ cho tôi những vật mà con bé không biết, đòi tôi phải nói cho nó biết tên. Tôi nói cho Đình Nhi nghe, còn hỏi lại con bé, lá của cây hoa lang tiêu giống là cái gì nhỉ? Nó nói giống cái kim. Tôi bảo, giống lông chim chứ. Nhưng khi quan sát kỹ, thì thấy những chiếc lá giống lông chim kia quả thực lại rất giống những chiếc kim thêu cắm từng chiếc một cách ngay ngắn. Sự so sánh của con bé rất chính xác. Qua đó tôi chợt nhận ra rằng cùng một sự việc, song dưới con mắt trẻ thơ, hình ảnh của nó ra khác nhiều so với cách nhìn của người lớn. Khi tôi đang viết nhật ký, Đình Nhi hỏi tôi, mẹ đang xem sách yêu quái à? Tôi nói, mẹ đang giúp con viết nhật ký, sau này nó sẽ trở thành câu chuyện về con. Đình Nhi vui sướng nói, ôi hay quá, con cảm ơn mẹ. Một lát sau, con bé lấy 8 tấm thẻ kẹp sách ra, chơi trò, đánh tú lơ khơ, bỗng nhiên nó nói, mẹ ơi, con muốn sống 100 tuổi, không được chết sớm hơn tuổi này. Rồi nó lại quay sang diễn kịch nói rằng, à, hôm nay là ngày sinh nhật con, ôi, con gái bé bỏng của tôi mới đáng yêu làm sao.
Tháng 9 năm 1984, Diệu Đình được tiếp nhận vào nhà trẻ thực nghiệm số 3 với mong muốn cháu hãy cố gắng và cũng mừng vì từ nay không phải thuê bảo mẫu nữa. Tôi đã đặt mua cho cháu một món đồ chơi mới. Đó là bàn cờ nhảy. Tôi nghĩ rằng cách đánh nhảy cóc của loại cờ này rất có lợi cho việc bồi dưỡng khả năng tư duy của trẻ con. Vì cách suy nghĩ để nhảy một bước cờ có tính trực quan hơn các loại cờ khác, nó giúp cho trẻ nhỏ hiểu biết và suy nghĩ về mối quan hệ logic giữa điều kiện và kết quả. Nó cũng rất tiện lợi cho việc người lớn quan sát và chỉ bảo. Khi đi một quân cờ, bắt buộc trẻ con phải suy nghĩ đến nhiều bước tiếp theo, thuận lợi cho việc giúp trẻ phát triển khả năng tập trung chú ý và suy nghĩ về một vấn đề. Đầu tiên, tôi dạy cho Diệu Đình hiểu thế nào là nhảy cóc, sau đó dạy cho cháu biết cách lợi dụng quân cờ của mình hoặc của đối phương để làm cầu, thực hiện những bước nhảy liên tiếp. Diệu Đình hiểu khá nhanh, nhưng để giành được thắng lợi, cần phải tổ chức được một bước nhảy dài. Tôi và Diệu Đình tập đánh cờ. Cứ mỗi lần Diệu Đình có bước nhảy dài, cháu sung sướng lắm, coi đó là một thành công lớn. Dẫu rằng cuối cùng cháu vẫn bị thua, nhưng càng chơi cháu càng thấy tự tin, càng chơi càng hứng thú. Cách chơi đầy tính thử thách của loại cờ này luôn hấp dẫn Diệu Đình. Hơn nữa, tôi coi việc ngồi đánh cờ với con là một phần thưởng cho cháu mỗi khi cháu có những biểu hiện tốt. Cho tới tận lúc cháu tốt nghiệp tiểu học, được ngồi đánh cờ với mẹ vẫn là một điều vô cùng sung sướng với cháu. Đồ chơi của Diệu Đình không nhiều. Mỗi lần mua đồ chơi gì, tôi đều suy nghĩ đồ chơi này sẽ có ích gì trong việc phát triển trí tuệ và tình cảm của Diệu Đình. Từ 0 đến 1 tuổi, tôi chọn những đồ chơi nhận biết hình dạng. 1 đến 2 tuổi, tôi chọn những đồ chơi đòi hỏi trí thông minh và những đồ chơi mô phỏng để phát huy trí tưởng tượng của cháu. 3 tuổi, tôi chọn các đồ chơi đòi hỏi trí lực nhiều hơn như cờ nhảy, cờ ngũ tử, mô hình kiến trúc, bàn điện tử, đàn điện tử. Ngoài ra, còn mua cả các thiết bị để phục vụ các trò chơi như kính phóng đại, nam châm, địa bàn, nhiệt kế, đồng hồ trò chơi, thước cuộn. Trong khi chơi, luôn chú ý kích thích tính hiếu kỳ và lòng ham muốn, tìm tòi của Diệu Đình. Đặt nền móng tính cách tốt, nỗ lực nâng cao cảm xúc. Năm 1995, cuốn Trí tuệ cảm xúc của nhà văn Mỹ Daniel Goleman được xuất bản. Từ đó đến nay, khái niệm trí tuệ cảm xúc đã thực sự ăn sâu vào lòng người. Những người hiểu biết một chút về giáo dục đều biết rằng cảm xúc mới là mấu chốt để quyết định sự thành công của đời người. Tại sao cảm xúc lại quan trọng đến vậy? Bạn sẽ dễ dàng tìm ra câu trả lời nếu nhìn vào nội dung của nó. Cái gọi là cảm xúc là chỉ tình cảm đạo đức trong sáng, tính cách lạc quan, hài hước, dũng khí đối mặt và khắc phục khó khăn, biết tự khích lệ bản thân, tính nhẫn nại kiên trì, có tấm lòng lương thiện, vị tha, sống hòa đồng với mọi người, có khả năng thấu hiểu tình cảm của mình và người khác. Tóm lại, đó chính là tình cảm của con người và kỹ năng giao tiếp xã hội là tất cả mọi nội dung ngoài nhân tố trí lực. Chỉ số cảm xúc cao có thể khiến trẻ trí lực bình thường cuối cùng cũng tạo được một cuộc sống huy hoàng. Chỉ số cảm xúc thấp có thể khiến một đứa trẻ có trí lực siêu phàm thành một con người tầm thường. Một điều thú vị nữa là mãi đến năm 1990, khái niệm chỉ số cảm xúc EQ mới được hai nhà tâm lý học của trường đại học Harvard và một trường đại học khác của Mỹ lần đầu tiên nêu ra. Năm 1997, khi đọc cuốn Cánh cửa của EQ, làm thế nào để bồi dưỡng trẻ có chỉ số cảm xúc cao, tôi vui mừng và kinh ngạc nhận ra rằng rất nhiều yêu cầu và sự rèn luyện của chúng tôi với Diệu Đình đều là đang bồi dưỡng chỉ số cảm xúc cao cho Diệu Đình. Chỉ có điều khi đó vẫn chưa có cách nói theo kiểu Tây về khái niệm này. Để Diệu Đình có được những khả năng và phẩm chất như tôi hằng mong đợi, tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để có thể bồi dưỡng tính cách lâu dài cho Diệu Đình từ những việc nhỏ nhặt của đời thường. Giáo sư Phùng Đức Toàn, chuyên gia giáo dục từ sớm người Trung Quốc, đã sáng lập ra phương án không tuổi cho rằng tính cách tốt đẹp cần 6 cơ sở. Thứ nhất, vui vẻ hoạt bát. Thứ hai, trầm tư chuyên chú. Thứ ba, dũng cảm tự tin. Thứ tư, chăm chỉ lương thiện. Thứ năm, có tính độc lập. Thứ sáu, có tinh thần sáng tạo. Những tính cách và phẩm chất này kỳ thực đều là nội dung quan trọng của cảm xúc. Tôi cho rằng cơ sở tính cách được hình thành từ những ngày thơ ấu, thói quen sinh hoạt ngay từ những năm tháng đầu đời, thái độ của cha mẹ, không khí gia đình, tất cả sẽ dần dần trở thành đặc trưng tính cách của trẻ sau này. Thời gian bắt đầu hình thành một thói quen là khoảng thời gian vô cùng quan trọng.
Bởi vậy, mỗi khi bắt đầu một sự việc nào đó, tôi thường đòi hỏi Diệp Đình làm theo đúng yêu cầu. Những việc không đáng làm, kiên quyết không làm, dù có khóc lóc van nài cũng không nhượng bộ. Có những bậc cha mẹ cứ thấy con khóc là mềm lòng, sau này đứa trẻ hễ không vừa lòng lại khóc, lấy nước mắt làm vũ khí để ép cha mẹ chiều theo ý chúng. Đón Diệp Đình từ nhà bà ngoại về, tôi đã nói trước: dù thế nào, con cũng không được khóc nhè để vào vĩnh mẹ. Một vài lần kiểm nghiệm, Diệp Đình đã hiểu ra khóc chả có lợi ích gì, chỉ có làm theo yêu cầu mới là biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề. Để ngăn chặn thói quen xấu có thể hình thành ở Diệp Đình, không yêu quý đồ đạc, ham hưởng thụ vật chất, lãng phí tiền của, ích kỷ, không quan tâm đến người khác, tôi không bao giờ tùy ý chiều theo mọi đòi hỏi vật chất của Diệp Đình để cháu hiểu, không lao động mà có là điều không thể. Hơn nữa, để giúp cháu có được phẩm chất biết đồng cam cộng khổ, tôi không bao giờ cho cháu ăn bất cứ món ngon nào một mình. Lúc bấy giờ, tiền lương không đủ để mua hoa quả cho hai mẹ con, nhưng tôi vẫn cố chắt bóp để mỗi ngày mẹ con đều được chia nhau một quả gì đó, để cháu cảm thấy phân chia là một việc vui vẻ, bình thường, còn ăn một mình là một việc đáng xấu hổ, không bình thường. Để tăng cường khả năng tự kiểm soát của Diệp Đình, trên đường từ cơ quan về nhà, tôi thường dẫn cháu vào chợ. Đến cổng chợ, tôi nói với cháu: nếu con không vào mẹ mua quà thì mẹ sẽ cho con vào chợ chơi. Nếu con vào mẹ mua quà, hai mẹ con mình sẽ không vào chợ nữa, mẹ cho con lựa chọn. Lần nào Diệp Đình cũng nói: mẹ ơi, con không vào mẹ mua quà đâu. Tôi dẫn Diệp Đình vào chợ xem các sạp hàng, dạy cho cháu biết tên các loại hàng hóa. Chúng tôi thường dừng lại khá lâu trước quầy hàng đồ chơi trẻ con và quầy hàng thực phẩm. Cứ mỗi lần Diệp Đình đến, chú bán hàng ở quầy chọn đồ chơi lại cho Diệp Đình chơi thử một vài đồ chơi mới. Đây là giây phút vui nhất của Diệp Đình trong mỗi lần đi chợ. Khó xử nhất là khi đứng trước quầy thực phẩm. Dạo đó hầu như ngày nào cũng có các mặt hàng thực phẩm mới được đóng gói rất đẹp mắt bày ở trên quầy. Chẳng cứ gì Diệp Đình, ngay cả tôi cũng rất muốn mua về thưởng thức. Nhưng Diệp Đình luôn biết kiềm chế, chưa bao giờ cháu đòi tôi mua thứ này thứ nọ. Cả một quá trình kìm nén sự thèm muốn, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, rất có lợi cho việc bồi dưỡng khả năng tự kiểm soát của Diệp Đình từ nhỏ đến nay. Diệp Đình thường vượt qua mọi cám dỗ thấp hèn, luôn biết làm theo lý tính. Có thể nói, chính nhờ khả năng tự kiểm chế mạnh mẽ ấy đã giúp Diệp Đình giảm bớt khá nhiều lần phải đi những con đường vòng quanh co. Trong nhật ký ngày 21 tháng 12 năm 1984, tôi đã ghi lại đôi điều về việc bồi dưỡng tính cách cho Diệp Đình. Thời gian này, tôi tập trung bồi dưỡng cho Đình Nhi mấy khả năng sau. Thứ nhất, phản ứng nhanh chóng. Đòi hỏi Đình Nhi phải có phản ứng nhanh chóng trước những sai bảo của người lớn, không được để người lớn nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bao gồm cả những việc cụ thể như rửa tay, dọn đồ chơi, giúp mẹ làm việc vặt. Còn những hành vi cần sửa chữa như chơi những trò không nên chơi, thiếu lễ phép với những người không thích, làm như vậy giúp Đình Nhi hình thành tác phong nhanh nhẹn, phản ứng kịp thời. Thứ hai, nắm chắc phương pháp. Trong cuộc sống thường ngày, khi gặp khó khăn, chúng tôi chủ yếu chỉ dạy Diệp Đình phương pháp giải quyết vấn đề, chứ ít khi làm thay cháu. Như mặc quần áo, gài cúc áo, vắt khăn mặt, lấy đồ vật, tắt mở đài, luôn nhấn mạnh với con bé về tầm quan trọng của phương pháp. Như vậy, rất có lợi cho việc bồi dưỡng khả năng độc lập giải quyết vấn đề của Đình Nhi. Thứ ba, khả năng song ngữ. Yêu cầu Đình Nhi nói tiếng Tứ Xuyên với người Tứ Xuyên, nói tiếng phổ thông với người nói tiếng phổ thông. Đình Nhi thường hay quên yêu cầu thứ hai, nên tôi nói với con bé: con nghĩ xem có cách nào nhớ được không? Nó nói: mẹ hãy nhắc con một tiếng bằng từ phổ thông nhé. Biện pháp này rất có hiệu nghiệm vì chính con bé nghĩ ra cách đó. Cùng một lúc, nắm vững ngữ âm và từ vựng của hai thứ tiếng địa phương này đều rất có lợi cho việc bồi dưỡng khả năng mẫn cảm đối với ngôn ngữ, rất có ích cho việc học ngoại ngữ sau này. Thứ tư, khả năng phân biệt đúng sai. Tôi thường dùng biện pháp kể chuyện phân tích, bình phẩm về một con người, một sự vật để bồi dưỡng khả năng này cho Đình Nhi. Cũng có lúc dùng cả biện pháp thưởng phạt, phần thưởng chủ yếu là được mẹ khen hoặc âu yếm vào lòng, còn phạt thường là lặng im không nói hoặc nhốt vào nhà vệ sinh. Biện pháp này ít dùng. Cũng có lúc cho mấy roi vào mông, sau này bị một người bạn phê phán nên tôi không dùng cách này nữa. Và tôi nói đúng, đánh đòn và quát mắng trẻ vô cớ không phải là phương pháp giáo dục hay. Khi xử phạt nên nói rõ lý do. Tính tôi rất nóng cho nên thường hay quát mắng Đình Nhi. Mấy hôm nay tôi đã không làm thế nữa,
Đình Nhi cũng đã cố gắng biểu hiện ngoan hơn để không bị mẹ mắng. Con bé đã tự giác hơn nhiều so với trước kia. Người bạn mà tôi vừa nhắc tới ở trên chính là Trương Hân Vũ, cha dượng của Diệu Đình sau này. Anh là biên tập của một tạp chí khác của tỉnh. Một hôm Diệu Đình làm sai, tôi pháp vào mông cháu mấy cái theo đúng như thỏa thuận với cháu Trương từ trước. Vừa hay Trương Hân Vũ nhìn thấy, anh đã thẳng thắn nói với tôi quan điểm của mình. Tôi thấy anh cũng khá hiểu biết về cách giáo dục trẻ, cũng hiểu rõ về lý luận và phương pháp giáo dục từ sớm. Anh còn nhắc tôi chú ý tới 3 điểm: làm sao bồi dưỡng cho trẻ có thói quen nghĩ cho người khác, làm sao để nhanh chóng giúp trẻ sửa chữa khuyết điểm và làm sao để trừ bỏ tâm lý phản kháng của trẻ. Tôi cảm thấy những lời nói của Trương Hân Vũ rất có tính dự báo nên lập tức tiếp thu lời khuyên của anh. Học cách thương yêu mẹ, biết nghĩ cho người khác, thông cảm và quan tâm đến người khác, đó là một nội dung quan trọng của tình cảm chế lực. Nó liên quan đến việc liệu đứa trẻ ấy trong tương lai có được mọi người yêu quý hay không. Đối với những gia đình chỉ có một con thì điều này càng quan trọng. Trung Quốc ngày nay là một xã hội mà mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con. Một đứa trẻ là tương lai của 3 gia đình, là niềm hy vọng của 3 gia đình, là chỗ dựa tinh thần của 6 thành viên lớn tuổi. Nếu giáo dục được một đứa trẻ có phẩm chất tốt, niềm hạnh phúc cọ đó được nhân lên gấp bội. Nhưng nếu trong gia đình có một đứa con bất hiếu, nỗi đau khổ vì tinh thần kể sao cho hết. Trong số những người tôi quen biết, có những gia đình có con cái thật là hiếu thảo, có gia đình con cái phá phách ngang tàng. Những gia đình nghiêm khắc với con cái thì các cháu thường rất có hiếu với cha mẹ. Những gia đình quá nuông chiều con cái thì chúng lại thường hay phá phách ngang tàng. Câu nói ăn mật trả đường trong quan hệ bạn bè dường như không có hiệu quả trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Những bậc cha mẹ buông xuôi phó mặc điều gì đến sẽ đến, hy vọng lớn lên con sẽ hiểu, phần lớn đều gặp thảm cảnh con mình rứt ruột đẻ ra mà bây giờ đây sao như lang sói. Kết luận, nghiên cứu của chuyên gia cảm xúc cho biết lương thiện và sự quan tâm là bản tính sẵn có trong gen di truyền của đứa trẻ, nhưng không có được sự dạy dỗ chu đáo thì phẩm chất tốt đẹp ấy sẽ bị mất đi. Nếu bạn mong muốn trẻ lớn lên có lòng thông cảm, tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm thì tốt nhất ngay từ bây giờ bạn hãy gửi gắm những hy vọng ấy cho chúng tôi. Quan trọng hơn nữa là chỉ thuyết giáo bằng lời thôi không chưa đủ, phải để cho trẻ ứng dụng thường xuyên. Đại não của con người được chia thành 2 phần: tư duy và tình cảm. Chỉ có thông qua những việc làm cụ thể, trí tuệ cảm xúc trong quan hệ xã hội mới được bồi dưỡng có hiệu quả trong phần tình cảm của đại não. Những lý lẽ này nhiều năm trước đây tôi chưa hiểu rõ, chỉ đơn giản nghĩ rằng phải mau chóng áp dụng một biện pháp để đề phòng Diệp Đình biến thành một con người vị kỷ, chỉ biết mình mà không biết đến người khác. Đối với một đứa trẻ mới có 3 năm 10 tháng tuổi như Diệp Đình, biện pháp tốt nhất là phải bắt đầu từ tình yêu thương mẹ, rồi mới rèn luyện thành thói quen biết suy nghĩ về người khác. Điều đáng mừng là những rèn giũa đó đã tạo ra cho Đình Nhi một trái tim biết đồng cảm. Cháu tỏ ra vô cùng mẫn cảm trước những suy nghĩ và tình cảm của người khác. Thầy giáo và các bạn đều cảm nhận được tình cảm chân thành, biết chia sẻ buồn vui với người khác của Diệp Đình. Cũng từ đó, mọi người rất yêu quý cháu. Không chỉ có vậy, những rèn giũa đó còn làm cho cuộc sống của chúng tôi thời đó có nhiều điều thú vị. Bắt đầu từ ngày 2 tháng Giêng năm 1985, tôi yêu cầu Đình Nhi cứ mỗi lần thấy mẹ tức giận phải biết xoa dịu cơn tức giận của mẹ. Mỗi lần Đình Nhi làm sai một việc gì khiến cho tôi phải cáu giận, con bé lại dựa vào sát người tôi thỏ thẻ: mẹ ơi, con sai rồi, mẹ đừng giận nhé, con đọc một bài thơ cho mẹ nghe nhé. Nói rồi nó liền bập bẹ đọc: Chiêu từ Bạch Đế Thái Vân Gian, Thái Vân Gian. Bài thơ còn chưa đọc hết tôi đã bật cười. Đình Nhi còn hát để làm tôi nguôi giận. Hai ngày đầu con bé thường hay hát bài Tổ quốc chúng ta đẹp tựa vườn hoa, sau đó nó thích hát Lắc la lắc lư bé yêu của ta đang thiêu thiêu ngủ. Bây giờ con bé lại thích hát Chiếc mũ rơm. Tôi còn chưa biết rằng làm như vậy có lợi hay hại với Diệp Đình, nhưng đối với tôi quả thật là hữu hiệu. Trước đây mỗi lần cáu giận thật khó mà kìm lại được, còn bây giờ chỉ cần vài giây là tôi lại vui như thường. Khi tôi vui trở lại, Đình Nhi cũng rất vui. Điều đó thật có lợi cho tôi và không khí gia đình.
Tôi nghĩ có lẽ là việc đòi hỏi Đình Nhi phải có trách nhiệm đối với người khác, ít nhất con bé cũng phải có trách nhiệm đối với tình cảm của mình. Để mẹ thư thái vui vẻ, sẽ được sống bên mẹ lâu hơn, hạnh phúc hơn. Vì bị khản giọng, tôi không nói rõ lời nên không hát, không kể chuyện cho Đình Nhi nghe được. Đình Nhi đã chủ động nói với tôi, vậy con kể chuyện cho mẹ nghe nhé. Con bé muốn kể chuyện gì đó thật buồn cười, thế là nó bắt đầu tưởng tượng ra những câu chuyện ngớ ngẩn và kỳ quái, như có một cái cây mọc trên mặt đất, cây cao mãi, rồi trở thành một cái cây rất to, tán lá xòe ra, mỗi chiếc lá là một cái đèn pin, bạn thấy có kỳ lạ không? Đình Nhi tưởng tượng ra rất nhiều chuyện, nội dung na ná nhau, đây là một dự báo tốt đẹp, cần chú ý khơi gợi trí tưởng tượng và tính hài hước của con bé. Điều đó vô cùng có ích cho sự nghiệp của Đình Nhi sau này. Hôm ấy, con gái yêu của tôi cho sẵn thuốc đánh răng và bàn chải giúp tôi, đợi tôi đi đánh răng, còn nó thì ngồi giường hát kinh kịch. Con bé nói, đoạn kinh kịch này phải có tất hát, phải có tất mới hát được, bởi lẽ đôi tất đỏ của nó để ở trên gối là vật duy nhất có thể dùng làm đạo cụ. Những lần huấn luyện như thế khiến tình cảm của hai mẹ con chúng tôi càng khăng khít. Có lần hai mẹ con đang đi trên đường, Dịch Đình bảo tôi tháo găng tay ra, cháu nói là đeo găng tay thì con sẽ không chuyển được tình cảm sang mẹ. Một đứa trẻ mới có 3 tuổi đã có những biểu hiện tình cảm, cảm động như vậy thì lo gì sau này lớn lên không có tình cảm với mọi người. Có điều, cũng có lúc tôi đã quá nóng vội trong việc dạy dỗ con, quan tâm đến người khác, như trong dịp về thăm bà ngoại, Tết năm 1985. Về nhà bà rồi, trong nhà lúc đó ngoài Đình Nhi ra còn có em bé nhỏ hơn Đình Nhi cần được chăm sóc. Đối với việc này, tôi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, cho nên khi Đình Nhi vô ý nói to, đóng mạnh cửa hoặc chạy nhảy trong nhà khiến em bé thức giấc, tôi không kìm được đã quát mắng Đình Nhi. Dù có mặt mọi người lúc đó, tôi cũng đe nệt quát mắng trách cứ con bé, và kết cục là tôi đã phải gánh đủ hậu quả do việc làm thiếu suy nghĩ đó. Một là Đình Nhi nhanh chóng học được những từ không hay mà tôi dùng để nói với cháu, như vô ý thức, dám cãi lại mẹ à. Động một tí cháu cũng mắng lại tôi. Hai là khi chính sách áp chế của tôi không có tác dụng thì tính tình của tôi càng trở nên có bản, tâm trạng lúc nào cũng muộn phiền, thái độ càng tồi tệ. Khi tôi ý thức được điều này cũng là lúc hai mẹ con tôi sắp trở về nhà. Tôi thấy dù thế nào cũng phải kiên trì giảng giải, không để xảy ra tình trạng căng thẳng trong quan hệ mẹ con như vừa qua. Tôi giao hẹn với con bé, hai mẹ con mình không được cáu gắt nữa, người này nổi nóng thì người kia phải lập tức nhắc nhở, không khí gia đình lại trở lại như trước đây. Sự việc này nhắc nhở tôi, giáo dục bằng việc làm có hiệu quả hơn nhiều so với giáo dục bằng lời nói. Sự thô bạo áp chế không bao giờ có thể dạy trẻ trở thành người dịu dàng, nhã nhặn. Video này mình xin kết thúc lại tại đây. Ở video tiếp theo, mình sẽ đọc cho các bạn từ phần khoảng thời gian tốt nhất chuyên tâm học chữ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe nhé.